Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình nhận nạp tất cả các gói trong game. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ qua số Zalo 083 7899 191 hoặc đường dẫn liên kết mình ghim ở mô tả của mọi video anh em nhé. Chiều nay là hết mọi sự kiện này rồi. Mà cay vãi lìn anh em ơi. Mình đang định mua cái op em để em power ấy. Đây này, đang định mua cái op Legend để em power. Còn Ascend Divine lên 5 sao mà mẹ nhà nó bán đắt quá. Nên là thôi, để sau thôi anh em. Chờ mình muốn nâng sớm nhất có thể để lấy được cái skin sớm ấy, rồi test cho mọi người vì Ayna có con Ascend này sắp ra mắt rồi, không biết có kịp không nữa. Rồi cái sự kiện xương cá này thì đúng cái sự kiện coin trước anh em. Thì mình hôm đấy mình đi chơi mẹ mất. Thế là còn mấy cái xương cá ở trong cái sự kiện coin cam đấy. À đâu, cái sự kiện coin đỏ ấy. Mà đéo đi được, thế thành ra mùa này mất mẹ một dương pơ rồi. Điên thật sự. Đấy không? Chiều nay đi vai à, chiều nay nó ra ai năm mới anh em. Thì mình đấy con Quantum này này. Chắc mình sẽ skip con Quantum để lên 5 sao luôn. Mà hiện tại bây giờ là cứ cứ để đấy, cứ chờ như này thôi. Xong hôm nay còn hết mọi thứ luôn. Sự kiện kết thúc, mọi thứ kết thúc. Đây, với lại mình cũng chuẩn bị một ít nữa luôn anh em. Chiều nay nó có sự kiện xếp hình ấy. Nên là để mà anh em nếu mà muốn xếp hình tối ưu ấy, thì thứ nhất nha, mình giữ lại hết những cái quét nào mà mình đang đánh ấy, giữ lại hết này. Đây, như mình đang giữ lại quét của con Ascend là một nhá, với con Berserker là hai. Chiều nay nó ra thì mình sẽ một mạch mình đánh hết mấy quét này để lấy điểm xếp hình này. Trong khi đó là mình ấp sẵn hai quả trứng, ấp sẵn hai con rồng điện lai với nhau nhá, để làm nhiệm vụ nhá. Còn sau rồng điện nó sẽ là C với Primal lai với nhau. Rồi sau C Primal thì sẽ là Dark IC. Và sau Dark IC sẽ là Dark Metan. Sau Dark Metan sẽ là Electric lai với lá. Đấy, bây giờ mình thuộc lòng những cái sự kiện đấy rồi anh em ạ. Sự kiện nó ra chỉ cần cứ thế mà làm thôi. Ôi có tháp thì nhỏ nhưng mà thôi không búp nữa. Để chiều nay nó ra arena mới thì mình sẽ búp luôn với mọi người. Với lại anh em nhá, nếu mà cái thùng rồi này thì mình đừng nên lấy hết thùng nhá. Anh em hiểu không? À nhưng mà mình vẫn phải quay để đuổi theo top bọn này. Nhưng mà nếu kéo thì lấy được. Thôi, cố gắng quay thôi. Ôi, sao đen vậy? Ra cái 10 sao nào? Lại hai. Tiếp phát nữa sao nào? Mày em mày. Hai nữa bố mày đánh. Mẹ đen thế nhờ. Ôi giời, thôi. Từ nãy giờ bằng mẹ quay một lần mới rồi anh em. Ngu vãi lìn ra. Lần này cũng phải mất khá khá các em để đuổi nhau với bọn top rồi anh em ạ. Mình đang thiếu trầm trọng cái pơ liềm mẹ về rồng, bây giờ rồng nào cũng thế anh em ạ. Mình cứ ưu tiên con nào cũng phải nên lắp liềm vào, rồng mà lắp liềm đánh nó nhàn hẳn, chứ bây giờ cứ lắp hồi sinh với máu không ăn thua. Bây giờ nó không chết rồng đấy anh em, cứ lắp cho mình mẹ, cứ lắp cho mình full full đam full liềm là tối ưu nhất. Bây giờ đừng có máu me với lại máu me máu với lại cái gì nhỉ, máu với lại hồi sinh. Bây giờ chỉ có lắp con rồng, chỉ có lắp liềm mới là tối ưu thôi anh em ạ. Mẹ không biết tối nay có like được với mọi người không ấy chứ. Chưa gì đã có mẹ mấy trăm đơn đặt hàng rồi. Bắt đầu cơn ác mộng vào 5 giờ chiều nay là chắc mình phải quay video xong mình mới bắt đầu nạp cho mọi người.
Mệt, hôm nay là kiểu gì xong hôm nay là cũng ốm ốm đấy anh em ạ. Hôm qua à, cho những anh em nào chưa muốn thắc mắc về những số rồng con rồng 5 sao mình có ấy, thì trong buổi live ngày hôm qua ấy là mình show hết toàn bộ danh sách rồng profile này, rồng 5 sao này, 2 3 4 5. Nói chung là ở cái buổi livestream ngày hôm qua là mình có bao nhiêu là mình show hết rồi. Nên là anh em là cần thắc mắc là nick mình như thế nào thì cứ vào đấy mà tìm hiểu anh em nhé. Video livestream của tối ngày hôm qua nhé. Mẹ chưa gì mà chuẩn anh em mà cuối mùa pass rồi anh em. Mà rất nhiều người nạp pass nhá, không hiểu luôn. Pass các ông trả nạp từ đầu xong các ông mẹ để cuối pass các ông mới nạp. Như thế là là lỗ. Mất bao nhiêu phần thưởng từ đầu tháng đến giờ luôn. Như mình mà mẹ khi nào mà đã nạp pass thì mình phải nạp từ sớm. Một trong những ngày đầu. Trừ khi nạp khó thì mình nhịn mấy ngày rồi mình nạp khó thì mình nhịn mấy ngày rồi mình nạp cũng được. Đây mẹ các ông toan rình cuối mùa các ông nạp với cả mấy cái offer con Ascent ấy. Mấy cái offer con Ascent các ông cũng cứ rình. Các ông cứ 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 rình mẹ còn mấy tiếng sắp hết hạn các ông mới nạp. Mẹ làm tôi bây giờ chạy cong đít đi. Xong các ông lại phải đi dục. Tôi thì áp lực mệt dã man luôn. Anh em cứ mẹ một cách 15 20 phút lại anh ơi gọi đi sắp hết rồi. Xong lại vài phút sau anh ơi có được không? Anh nhắm xem có được không? Anh cố giúp em tí. Lúc nó ra thì không nạp, thề các ông luôn mẹ. Cứ lúc hết thì các ông với bắt đầu với nạp. Thành ra mình cứ bị dục. Mà mình kiểu cứ bị dục là hay kiểu bị áp lực đấy anh em. Một hai người dục không sao, mẹ ở đây đồng loạt bao nhiêu người dục. Hầu như những cái đơn, có những cái đơn mà người ta dục nhiều quá ấy. Mình toàn bảo là bây giờ một là đưa số tài khoản lấy lại tiền, hai là chịu khó ngồi đợi, chứ dục như này không thể nào mà làm việc được. Mẹ máy đã đợt máy mình kiểu mình bật thông báo lên để có ai nạp thì nó sẽ thông báo cho mình biết đây. Thì đây mẹ các ông toàn nhắn tin dục thôi. Hôm qua buồn cười vãi. Tối qua live hôm qua live mẹ mình lần đầu tiên. À chắc phải lần thứ hai chứ. Gặp mấy người có cùng tần số với mình anh em, gặp mấy người có bằng bằng tuổi ấy. Nói chuyện thoải mái hẳn. Mẹ sau mấy tháng trời tiếp trẻ trâu. Thì lần thì hớ qua gặp ngay được một một ông cũng khoảng tầm 30 tuổi, nói chuyện vui phết. Mà anh em có để ý không? Mẹ từ ngày mình lắp liềm từ hôm qua giờ mình lắp liềm cho con spy này nhá, đánh toàn bị mất điểm thôi, toàn bị mất điểm ai ra đốt, toàn bị mất toàn được 2 điểm ai ra đốt, bình thường là được 3 ấy. Bây giờ chỉ có được 2 thôi, lạ vãi luôn. Ôi, nhầm rồi, thôi xong chết mẹ rồng của tao rồi. À quên mất còn lửa bắt ma đấy. Tí ra bắt ma cho anh em xem tiếp nhá. Mẹ thằng này chắc phải thôi tí nữa để mình quay sau thôi, chứ bây giờ mà mình quay nhá là nó sẽ có, mình sẽ đợi đến gần 4 giờ chiều ấy anh em. Còn 5 tiếng mà mình sẽ đợi gần 4 giờ chiều mình mới bắt đầu mình vượt nó, chứ bây giờ mà vượt luôn nhá nó cảnh giác nó cũng dùng game là thành ra mình sẽ tốn. Nên thôi bây giờ cứ từ từ thong thả mà đánh thôi anh em ạ. Không việc gì phải vội.
Mẹ chiều nay sang ai năm mới rồi. Ngán mấy cái con này vãi lìn ra. Chiều nay hình như là à đâu? Chiều nay là con spy này vẫn được vào, nhưng mà chiều nay khá khá con rồng ngon, rồng VIP của mình được vào đánh nhau đấy anh em ạ. Nhiều lắm. Thì mỗi ngày mình sẽ làm về một video đội hình khác nhau nhé. Chứ lần này không chung chạ tạp phế lù đâu. Cứ lần này một mỗi ngày làm một đội hình. Chứ như mấy video trước là mình cứ mỗi trận một đội hình. Nên thôi, lần này phải chia ra chứ. Ai ra 7 ngày cơ mà. Tha hồ mà đổi đội hình. Buổi tối live thì mình sẽ đánh buổi tối live thì mình sẽ đánh đa dạng đội hình cho anh em xem. Còn trong video thì mỗi ngày mình sẽ làm về một đội hình. Đây, nếu mà bây giờ mình đánh như này nhá, mình đánh cái chiêu phản đam này nhá. Mà con Kama này nó được block nhá. Đánh phản đam nó tự chết nhá, là mình bị mất mất điểm Aina rớt luôn, mất một điểm, mất kill một mạng. Mẹ, từ hôm qua đến giờ à, như sáng nay vừa mở mắt dậy. Mẹ, anh em biết gì không? Đánh 3 trận thua cả 3. Đéo hiểu sao luôn. Cứ gặp con Gray team đầu, nó đứng đầu này. Xong giết chết cả 3 con này của mình luôn. Mẹ, sáng dậy đã vừa đánh vừa chửi đù má nó, vừa chửi bậy. Cay vãi chưởng ra. Anh em chiều nay nạp, nếu mà ai có đang nạp pass của mình thì anh em nhớ nhá. Mình đã nhận tiền rồi thì mình sẽ có trách nhiệm, mình cố gắng mình nạp cho anh em một cách sớm nhất. Nên mọi người có giục thì cũng không dám bảo mọi người đừng giục. Nhưng mà nếu mọi người có giục thì giục ít thôi nhé. Để cho mình đỡ áp lực, để mình cần tập trung mình đạp cho mọi người. Thế anh em cứ mẹ mấy phút một tin nhắn, mấy phút một tin nhắn. Mẹ cũng không xong nhanh được. Mà lại mình lại bị áp lực ấy. Tiến độ nó lại chậm đi này. Xong rồi tiến độ chậm đi, xong mình còn dễ nạp nhầm nữa chứ. Mẹ đầu từ đầu mùa đến giờ không biết nạp nhầm cho bao nhiêu khách rồi, toàn bị lỗ thôi. Đấy, nó lại block tôi rồi. Tiên sư mày. À, mình cũng được block này. Rồi, may mà con này mình lắp 9% liền thì mới giết được nó. Mẹ, cái con củ kẹt này nó lắp, úi giời ơi, full hồi sinh, full liền. Chết mẹ, dễ nó cân ba của mình mất. Thề luôn, mẹ cứ gặp Kama nó lắp cái kiểu như này mà nó lắp full 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 vào. Mẹ sợ đái ra quần luôn ý. Á, đù. Block hộ tao phát nữa xem nào. Không chết được đâu, không chết. Rồi chết rồi. Thôi tình hình thế này là mình thắng rồi. Chứ tưởng mà mẹ mình nó block. Ôi mẹ vừa nói thắng xong phát nó block mình luôn kìa. Rồi. Mày quá. Rồi, đánh nốt trận nữa rồi ra mở mở mấy cái dương còn sót lại. Xong rồi chiều nay mình sẽ làm sớm video nhất có thể. Làm sớm, đăng sớm rồi bắt đầu là nạp cho mọi người. Xong rồi hiện tại là bây giờ mình cái máy để mình like ấy. Thì mình lại vừa giải quyết đơn từ của mọi người, ứng dụng nhắn tin các thứ ấy. Nên là chắc khi đợi anh em đợi khi nào mình mua máy mới, mình sẽ sắm riêng một cái máy để live ấy. Nó tách biệt hẳn ra để một cái máy để mình làm việc. Thì lúc đấy có thể là đến mọi mùa pass ấy, thì mình có thể vừa live vừa nạp được cho mọi người, vừa giải quyết tin nhắn được cho anh em. Chứ thề luôn, bây giờ nó đang bị lẫn lộn ấy, khó chịu vãi. Tức là mỗi khi đầu mùa là chỉ chịu được chọn một thôi. Đã like thì sẽ không nạp được cho mọi người, không giải quyết.
tin nhắn được. Nhưng mà đấy, đã nạp thì sẽ không like được luôn. Đấy, nên là mình đang cố gắng. Mà mình cũng định mua, nhưng mà thôi, đợi iPhone 16 ra mắt rồi mua cả thẻ. Chứ ai mình thấy iPhone 15 nó cũng giống giống iPhone 14 ấy. Nên là thôi, đéo mua nữa. Hoặc là mình đang suy nghĩ là mua thêm một cái iPhone nữa. Với lại đầu tư một dàn PC. Nên là chưa biết thế nào anh em ạ. Để mình cứ suy nghĩ tính cho nó chu đáo ấy đã. Một là sắm PC, hai là sắm điện thoại, thêm một cái điện thoại nữa. Không biết thế nào. Nếu mà khi nào mà iPhone nó ra mắt này anh em, mà nó đẹp quá mà không cưỡng lại được ấy, thế chắc mình sẽ không mua PC đâu, mình sẽ mua iPhone. Còn nếu mà iPhone mà nó bình thường ấy, thì đéo mua điện thoại nữa. Nó không có cải tiến gì mấy ấy, thì không mua điện thoại nữa, đổi sang mua PC. Định để cái dương này cho chiều nay ấy anh em, nó sang cái mùa Aina mới. Chiều, à, mà chiều nay anh em biết gì chứ, chiều nay nó lại Aina showdown là bảy. Aina showdown 7 ngày xong rồi. Aina showdown 7 ngày với lại nó có cái Aina booster tăng lên 10 trận ấy. Ui mẹ, thế thì làm video à, lần này livestream thì sẽ đánh được thêm lượt ấy, nó sướng hơn ấy. Lại ra cái con tham patron này, cáu vãi lên ra. Rồi thôi, cũng đến lúc mở cái này thôi anh em. Chiều nay là nó hết rồi mà. Chiều nay cái Arena Booster không biết có phải mua không chứ anh em. Mà nếu mà là mua thì mày lại mất mấy ngày ăn sáng rồi. 130 cành để sở hữu ra 7 ngày lên 10 trận. Thì cứ mùa đầu của cái Booster đấy là mình phải mua anh em. Còn từ mùa sau là mình sẽ nhận được cái Arena Booster ở cái cuối phần thưởng này. À đâu? Không. À mình xem trên Facebook rồi. Arena Booster nó bắt phải mua anh em ạ. Nó đéo cho nhận free nữa. Thôi xong. Cứ mỗi tuần là phải tốn 130 sèng rồi. Cái chắc Aina Booster nó mở bán thì mình nạp thẳng luôn. Mình nạp thẳng, bắn thẳng qua Momo cho nó nhanh. Đấy, nếu mà chiều nay mà nó mở bán ấy, thì mình mua luôn trên video. Mua luôn trên video rồi. Đấy, mua luôn trên video rồi đánh. Nhưng mà làm video đánh 10 trận thì mình sẽ đéo không đánh 10 trận đâu. Đánh 10 trận video nó lâu lắm. Video nó toàn 30 phút. Có video nào mà bon mồm nói nhiều, mẹ nó toàn lên 40 phút. Mình edit video mình còn thấy nản. Anh em xem còn nản nữa. Nên là thôi, mình chỉ có đánh khoảng tầm 5-6 trận thôi. Xong rồi để thời gian cho những cái thứ khác nữa. Úi giời, một cái liềm ngon quá rồi. Rồi bây giờ ra check ống xem. Có một bạn ấy cho mình 570 mảnh Master Kama. Mà đéo có ống mà bú đây. Cay vãi lìn ra. Được cho đấy nhá. Được cho không ấy. Cho không, không cần đổi chác gì ấy. Đổi chứ là bạn ấy lấy những cái mảnh bình thường thôi. Thôi, sự kiện lần này là chắc là cũng song song, ổn ổn nữa đấy anh em. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo.